Tôi chưa từng nghĩ là tới một ngày tôi sẽ học võ đâu. Nhưng mà nhỏ tôi coi rất nhiều phim kung fu nha. Tại vì cha tôi coi nên là tôi mới coi rất là nhiều luôn. Nhưng mà nó cũng không có một tí cảm hứng nào động lại hết. Có lẽ đó chưa phải là lúc. Khoảng một năm qua, khi tôi đã là một người đam mê làm phim, khi tôi đã hiểu sâu sắc hơn về mình và cuộc sống, thì mọi thứ khác đi nhiều lắm. Trong đó có cách tôi xem phim nữa. Tôi xem phim để học cách edit, tôi xem phim để lắng nghe cảm xúc, và tôi xem phim để thấu hiểu câu chuyện. Khi ở thời điểm thích hợp, chỉ vài câu nói trong một bộ phim hoạt hình cũng có thể thay đổi hướng đi của tôi trong cuộc đời. You are too concerned with what was and what will be. There's a saying, yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the present. Tới lúc này, những bộ phim kung fu bắt đầu để lại trong tôi những suy ngẫm. Tôi biết có thứ gì đó rộng lớn hơn, nằm sau những trận đánh, những pha đòn và những chuyển động bắt mắt. Tôi biết đó là thứ ai cũng có được. Tôi biết mình đang muốn học kung fu. Và đến một ngày, tôi thử tìm kiếm trên YouTube về cách học kung fu. Tôi nhìn thấy kênh của thầy Son với những bài giảng. Và tôi biết ngay, trong 30 ngày tới, mình sẽ làm gì. Cuối cùng thì nó cũng diễn ra rồi anh em ạ. Tôi giữ sinh nhật ký của mình về 30 ngày tới. 30 ngày tôi sẽ học kung fu. Giờ thì cũng khám phá xem là hành trình này nó sẽ đưa anh em mình đi tới đâu. Tôi có đầy đủ mọi thứ để bắt đầu rồi. Sáng ngày mai tôi sẽ có mặt ở sân và học kung fu ngay vào sáng ngày mai. Hẹn gặp anh em nha. Ở mấy ngày đầu của hành trình thì may mắn thay, tôi có một người bạn đồng hành nữa, thì đó là thằng Thịnh. Đây là một người bạn của tôi từ hồi cấp 2 tới giờ đó. Tụi tôi rất là thân với nhau. Thì đã nói thân thì chắc chắn là tôi đã có rất là nhiều trò xàm xí cùng nhau rồi. Thì bây giờ sẽ thêm một trò nữa. Anh tôi khởi đầu buổi sáng chậm rãi ở bờ kè, sau đó thì mới quay về nhà tập. Chứ như tập luyện của Hoàng tôi thì cũng không thể nào đơn giản hơn. Trên kênh YouTube của thầy Son á, có tầm mấy chục cái danh sách phát về đủ kiểu bài tập, kiến thức trong kung fu. Và chắc chắn 100% là tôi không thể nào học hết được trong 30 ngày. Chúng tôi chọn ra 3 dạng bài mà tôi thấy thích và tập luân phiên thôi, mỗi ngày một dạng. Và dạng bài đầu tiên, võ thuật kung fu. Đây là tất cả những gì anh em nghĩ khi mình nhắc tới kung fu đó. Những động tác, kỹ thuật, đòn tấn công, phòng thủ trong kung fu. Dạng bài tập này là thứ đưa một con người bình thường trở thành một võ sư với ngưỡng sức mạnh siêu phàm. Và đâu đó trên thế giới có hai con người bình thường đã sẵn sàng. Bữa nay tôi xem cái video này của thầy Son nè. Thầy dạy về cái chuỗi động tác căn bản nhất mà bất kỳ võ sư nào cũng phải học hết. Rest in stance. Keep your toes on your toes and crouching down, resting stance. Xie bu means you can rest. Mới rồi thầy đi sơ qua mấy cái thế đứng và cái thế trụ người trong động tác. Và sau đó từ từ kết hợp nó lại thành một chuỗi hoàn chỉnh. Cannot be too wide, alright? And hold your fist. So, hold your fist, it's like this.
Use your thumb to lock between index finger and your middle finger. Make sure it's a solid fist, not empty. Okay, inside is not empty. All right, now let's start. Vui lắm anh em ơi. Vui. Phải nói đây là mấy cái động tác hay là mấy cái thế mà tôi chưa từng làm trong đời luôn. Có những cái chuyển động mà lần gần nhất tôi làm chắc là lúc đánh lộn hồi tiểu học đó. Nhìn thầy Son làm á, nó toát lên được cái sức mạnh và cái tốc độ trong kung fu. Nhưng mà khi tới lượt tôi á thì nó lại hơi bệnh bệnh. Hold the fist at the same time you look at left. When you look at left, don't be like this. Drop your shoulder. In a combat, you cannot look back like this. Right? You have to pop, look back. Don't be like this. Sau vài lần thử, sai và đau khớp vì không khởi động, thì đây là thành quả. Ngày thứ hai, tụi tôi chia tay vì luyện võ và chuyển sang một dạng bài mới. Các võ sư kung fu không chỉ mạnh, chỉ nhanh mà còn dẻo dai nữa. Luyện tập ép dẻo giúp các võ sư thực hiện các bài tập với biên độ chuyển động lớn hơn và tăng cường sự uyển chuyển, đồng thời cảm nhận và làm chủ cơ thể. Tôi không phải là một thằng dẻo dai đâu. Và tôi rất là mong là cái chuỗi bài tập của thầy Son có thể kéo giãn tôi ra một chút. Nhìn chung thì nó đơn giản lắm anh em. Không có gì kung fu hết. Ý là nó đơn giản ở chỗ là mình chỉ lặp đi lặp lại với bài tập thôi đó. Chứ mấy bài đó nó chẳng khó nha. Đây là video mà hai tôi học ép dẻo. Và tôi cũng xem thêm một video của thầy Son nói về bản chất của kung fu. Learning kung fu is not only about to train our ability and skills. Học kung fu không chỉ để rèn giũa bản thân tới hình hài tốt nhất, mà thông qua việc luyện tập, chúng ta đang học cách quan tâm, tôn trọng và từ đó bảo vệ bản thân mình, những người xung quanh để có thể cùng nhau phát triển. Khi kung fu trở thành một phần của cuộc sống, chúng ta nên từng bước đi đến sự cân bằng, sự hài hòa giữa cơ thể, suy nghĩ và bình yên ở nội tâm. Đó là mấy cái thầy Son nói thôi. Chứ giờ thì hai tôi chỉ thấy đau và có chút mắc cười. Đứng hơi xa ra nè ba. Không đứng vuông góc ba. Mệt rồi. 5 6. Không có mệt. Anh nghe những từ đó tao biết thầy đang rất đuối rồi. Tập phải đeo hồi sáng. Đeo hồi sáng. Đây là dạng bài cuối cùng. Nó không yêu cầu sức mạnh, tốc độ hay là sự dẻo dai gì hết, mà là những chuyển động chậm rãi nhưng liên tục và tuần hoàn của cơ thể. Thầy Son có giảng cho tôi những cái triết lý về thái cực quyền và nó sâu sắc tới mức mà tôi quên hết trơn luôn. Nói chung là nó giống như mấy bài dưỡng sinh của người cao tuổi vậy đó. Thì để giúp cân bằng năng lượng cho cơ thể, giúp thư giãn gân cốt, lưu thông máu huyết. Nhìn thầy Son làm thôi là hai tôi đã tiêu tiếu rồi đó. Rồi từ thầy tới cái màn hình, rồi chuyển qua tới hàng tôi nữa, thì nó lại hơi bệnh bệnh. Mấy động tác trong tai chi á, thì dễ, nhưng mà vì cái nó nhiều, nhưng nó phức tạp nữa. Lúc thì nó chuyển động tay này sang hướng kia, rồi chân kia sang hướng nọ. Còn có mấy lúc
thầy Phil á, thầy không có hướng dẫn bằng tôi luôn. Ráng thử đủ cái cách thì anh tôi cũng làm được theo thầy. Nhưng mà phải nói thiệt là nhìn nó... nó hoạch tẹt là tối rồi mà cũng có hai thằng khứa nó múa múa kiểu này, nó không khác nào hàng bệnh hết. Nhưng mà tôi phải gạt cái sự thật đó vào một bên và tập tiếp thôi. Tại vì tôi sẽ không thể nào biết được ý nghĩa thực sự của tai chi và kể cả kung fu nếu không đi đến cuối cùng mà chỉ dừng lại vì nó khác biệt. Rồi thì hôm nay là kết thúc ngày thứ ba tập kung fu. Thì Thịnh nó cũng chia tay tôi rồi. Mai nó sẽ lên Sài Gòn học. Thì chặng đường về sau thì chắc sẽ không có bạn đồng hành nữa đâu. Ừ, thì nói vậy luôn đó. Tôi tiếp tục hành trình một mình. Mỗi buổi sáng tôi khởi đầu bằng kung fu. Tôi tiến bộ hơn trong mỗi dạng bài. Ở thái cực quyền thì tôi đi được nhiều hơn. Tôi bắt đầu thấy thư giãn giữa cái động tác và thấy tụt hứng mỗi khi tôi quên giữa chừng. Ở bài ép dẻo tôi đau. Nó không tới mức khó chịu đâu, nhưng mà nó đau hơn thái cực quyền và đau hơn tập võ. Ép dẻo thì nó quanh đi quẩn lại cũng có nhiều đau bài thôi đó. Cố giãn cơ cho tới gần mức tối đa và lắp đi lặp lại rồi giữ vài giây. Cứ vậy hết đó. Còn ở bài võ tôi đã đi được hết những động tác căn bản rồi. Hôm nay tôi rút ra một điều rất là hay, đó chính là hình như cái, những động tác trong kung fu hình như thôi nha, là động tác nào nó cũng cân bằng hết. Tôi thấy là từ cái hướng đi của cơ thể hay là cái hướng của những cú đấm, cái điểm cuối cùng ở một động tác đều cân bằng hết. Nên là tôi làm bất kỳ động tác nào mà tôi thấy mà cái người tôi mình nó kiểu nó hơi nghiêng nghiêng hay là kiểu mà tôi thấy mà tôi đứng không vững á là tôi làm sai đó. Rồi nhất là cái động tác mà tôi mới học ngày hôm nay, cái mà cái cú đấm cuối cùng mà chéo chân qua đó, cái tay tôi mà quơ mà lệch cái thôi là cái người tôi nó kiểu nó lung lay liền, nó lung lay liền. Vậy là hết một tuần rồi. Tôi khởi đầu tuần thứ hai bằng một buổi ép dẻo thì cũng quanh đi quẩn lại và đau. Ôi chào anh em. Hiện tại không phải tôi đang đi xuyên Việt đâu nha. Tôi vẫn đang trong 30 ngày học kung fu đây. Hiện tại tôi cảm thấy khá là ê đích rồi nha. Thì đi được nửa đường rồi. Thì khi mà tôi sắp mất kết nối với cái chân của mình đó, thì trong đầu tôi chỉ nghĩ tới một thứ thôi. Duy nhất một thứ. Sao mà đã ép dẻo xong là tôi phóng lên Cần Thơ luôn. Tại tôi đi thăm anh Hải. Vô nãy ăn cùng nhau bữa cơm, ngủ một đêm. Rồi ngày hôm sau thì tôi có về nhà nội chơi nữa. Đây là cái lần đầu tiên mà tôi đi phượt một mình. Cũng là lần đầu tiên tôi đi về nhà nội một mình luôn. Chỉ đơn giản với việc là tôi đi xa và nhớ về thăm nội thôi. Thì tôi đã thấy là mình lớn lên. Và sau một ngày dài, tôi vẫn chưa tập kung fu nữa. Chào anh em, tôi mới trở về sau chuyến đi nha. Thì bây giờ là 9 giờ tối rồi.
cái buổi tập hôm đó tôi như một cái bãi gác vậy đó anh em. Là tôi đờ người hết trơn rồi. Rồi tôi quá mệt rồi, tôi không thể nào còn sức để tập trung nữa. Nên là tôi cứ quên tới quên lui hoài à. Mấy cái bài buổi trước học là tôi quên gần như là sạch bách luôn. Qua ngày mới, một khởi đầu mới. Và những buổi tập kung fu bắt đầu tươi đẹp trong tôi trở lại. Niềm vui của tôi thì vẫn có trong kung fu đó. Tôi vui khi mà học được mấy động tác mới. Dù nhìn nó hơi quái quái nhưng mà tôi thấy mình thực sự là mạnh mẽ hơn á, linh hoạt hơn, thuần thục cơ thể hơn. Cái thứ tươi đẹp trong tôi trở lại phần lớn là từ điều gì anh em biết không? Anh em nhìn đi. Anh em có thấy những tán cây nó đang nhảy múa không? Đó là mỗi khi tôi tập luyện dưới sân đó anh em. Những tán cây rì rào tắm mình trong nắng sớm, những ngọn gió dịu dàng lướt qua nền đất rộng, và một tôi đang đắm mình trong kung fu. Mỗi khi bước xuống sân là xung quanh tôi chỉ toàn sức sống. Nhưng mà tôi toàn tập trên nhà thôi, tại vì nó tiện. Nhưng trong hành trình này, kung fu đã đưa tôi trở về với thiên nhiên, về những vẻ đẹp mà khi tập trên nhà tôi sẽ mãi bỏ lỡ. Tuần thứ ba tập võ thì tôi đã sang một video khác rồi, và nó khó vãi. Khả năng cao là tôi không có tập kịp trong hai tuần còn lại đó, nhưng mà cứ tập thôi. Ép dẻo, tôi mà nhắc tới ép dẻo thì anh em biết cái cụm từ gì tiếp theo rồi đó. Quanh đi quẩn lại thôi. Cái điều đáng nói nhất trong tuần á là thái cực quyền anh em ơi. Hôm nay tôi phát hiện một lợi ích mới của việc tập tai chi, đó là rèn luyện sự tập trung nha anh em. Nếu mà tập chỉ một vòng thôi thì nó cũng không có rõ đâu. Nhưng mà khi mà tôi thấy thầy mà kiểu có một cái động tác mà tôi gọi là nối tiếp, chuyển tiếp giữa hai vòng á, thì bắt đầu mình làm được hai vòng, ba vòng, mình cứ tới đó mình chuyển thôi. Thì bắt đầu nó cái não tôi bắt đầu nó nhảy số nha. Cứ tới động tác này mà tôi làm động tác kia, cái lập tức là cái sự tập trung của tôi bị đứt quãng á. Thì cái lần cuối cùng tôi làm trong ngày hôm nay thì cũng được 3-4 vòng gì đó. Mặc dù là kiểu chưa có xoay về cái vị trí ban đầu, nhưng mà tôi thấy là tôi đã cố gắng rất nhiều. Có thể là do tôi quên á. Nhưng mà tôi thấy có gì đó sai sai. Sao mà mấy lúc tôi quên á, nó lại thường ngay lúc có người đi ngang, có ai đứng ra ban công, hay là một cái tiếng động gì đó, nó làm tôi nghĩ là có người. Chắc tôi không hẳn là quên đâu, tôi chỉ đang bị ánh nhìn của người khác làm mất tập trung thôi. Tôi cứ giả ngu, tôi giả ngắt ngang bài tập của mình để đỡ bị coi như thằng bệnh thôi. It's a kind of a slow form of exercise which is called Tai Chi Chuan. Very slow. What is it? And you push it out, but all the time you are keeping the continuity going. Bending, stretching, everything. The idea is running water never grows stale. So you gotta just keep on flowing. Đó anh em, đó là kung fu, đó là thái cực quyền, một bài tập giúp điều hòa năng lượng trong cơ thể, rèn luyện sự tập trung, trấn tĩnh nội tâm. Và tôi đang không dám thực hiện nó chỉ vì không ai thực hiện nó. Đó là lần đầu tiên mà tôi phát hiện ra cái nỗi sợ này đó, và cũng là lần cuối cùng tôi cảm thấy nó khi tập kung fu. Sẽ có những khía cạnh trong cuộc sống mà tôi đã quá quen với sự khác biệt rồi. Hát, phát biểu giữa đám đông, thực hiện ước mơ, đi con đường mình chọn. Và trong cái hành trình kung fu này, cho tôi thấy là ở đâu đó trong bản thân tôi và cả anh em nữa, sẽ vẫn còn những nỗi sợ. Những nỗi sợ cần lắm một lần hành động để có thể vượt qua. Tuần cuối thì tôi hơi lơ là tập luyện anh em ơi, tại vì tôi bị cuốn vào những trận cầu siêu kinh điển cùng những người bạn. Tôi nghĩ như một hai bữa tập hay gì đó. Trong tuần này thì thích gì tôi tập đó thôi, và hình như là tôi không có ép dẻo bữa nào hết.
thì thích nào tập đó mà. Thì tôi tiếp tục với bài võ mới. Khó anh em ơi, khó lắm. Tai chi thì tôi đã làm rất mượt rồi, và rất feel nữa. Chào anh em. Thì hôm nay là ngày 30 của hành trình học Kung Fu rồi nha. Bấm cái nút quay tôi thấy khá là bồi hồi. Thì hôm nay là ngày cuối cùng thì tôi chắc sẽ ôm lại cho những gì mình đã giải đã học được. Khoảnh khắc nào đó nó tiếu thiệt nhưng mà nó đáng nhớ lắm anh em. Kiểu tôi như là má vô lì đòn luôn á. Tôi rèn luyện sự tập trung trong suốt một tháng qua rồi. Đó cũng là lần đầu tiên mà tôi đi hết một vòng tai chi không bị ngắt quãng, và quay về đúng vị trí ban đầu luôn. Ba ngày qua có thể gọi là Kung Fu hay chưa tôi cũng không biết, nhưng mà dù sao thì những bài võ đã giúp tôi khám phá chuyển động của cơ thể. Thái cực quyền đã cho tôi sự nhận thức về chính mình, về ép dẻo. Nó lại là thứ thay đổi tôi nhiều nhất. Tôi thực sự thấy mình là một thằng dẻo sau 30 ngày đó. Tôi làm được mấy động tác mà tôi đã từng không thể, và những cái bài thầy Son dạy á, nó vẫn đồng hành cùng tôi tới tận hôm nay. 30 ngày cùng Kung Fu chưa đủ để tôi thành một võ sư thực thụ, nhưng tôi biết rằng sự kết nối giữa tôi, cơ thể và thiên nhiên đã hài hòa và trọn vẹn hơn xưa rất nhiều.